Chào các bạn, vì tuổi đời quá nhỏ, kinh nghiệm không có, nhưng mà vẫn đang hỏi từng ngày cố gắng để mà dọn những cái xe cúp 50 đèn tròn. Chào các bạn, xe cúp 50 á, thì người ta lên 70, 90, 100, 110. Còn anh này á, đang xe cúp 50 nè, thì bắt đầu là ảnh đang là máy 100 luôn nha các bạn. Anh đang là sử dụng là cái máy 100 luôn, thì ảnh sẽ về lại 90. Bởi vì xe này ảnh mới mua lại hay gì các bạn. Ảnh là ảnh thích là cái xe của ảnh zin các bạn, chứ không có thích là đi cái máy 100 đâu ha. Ảnh thích zin, cho nên là bây giờ là mình sẽ hạ về lại 90 cho ảnh đó. Thì mình tập trung vô phần máy thôi, bởi vì xe này là chủ xe mới chạy với bên ngoài chạy lên luôn nha. Xe này mình không có dọn mới lại, cho nên mình cũng không làm gì chân hay gì hết, cho nên là mình không có bàn ra mấy cái râu ria ở ngoài, mình tập trung vô vấn đề chính thôi. Mình hỏi là anh mà lên 90 á, bô bình xăng đồ anh quan trọng không? Anh nói không đâu, tại vì tập trung vô phần máy trước. Bô đang bô lô, nếu sử dụng lại bô này được thì vẫn sử dụng bình thường luôn nha. Đó, rồi em cảm ơn các bạn. Miếng nhựa này của anh là bể nè, em sẽ kiếm mua miếng khác cho anh nè. Xưa này bây giờ là em sẽ đem đi bắn cát tẩy sạch sơn trước em mới đem đi làm đồng nè. Thùng xăng em cũng tẩy bắn cát đồ sạch sẽ mới đem đi làm đồng nè. Gấp cũng vậy nè. Camera quay chậm giùm anh nha. Ở đây á, là các bạn đang thấy là xe này sẽ xử lý là sơn si làm đồng theo điều kiện kinh tế chủ xe, không phải là một cái xe em dọn mới nha các bạn. Không phải là một cái xe em dọn mới, bởi vì cái xe em dọn mới đầu tiên là sẽ cao tiền hơn. Và tại sao nó cao tiền? Bởi vì mình sẽ làm những thứ mà nó chỉnh chu hơn, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Nhưng mà ở đây khi mà một cái xe với tầm tiền này mình thả ra, mình tự tin với các bạn luôn, vẫn đẹp. Cặp tay này chủ xe đưa em nè, nắp cốp 50 kia là chủ xe đưa nè, đúng không? Cái đó là zin á, zin của xe kia đưa qua đó. Cặp cầm công tắc đồ những cái này là có thể là sẽ phục hồi lại cho ảnh nè, đồng hồ luôn nè. Cái cao su viền này nó không có đâu nha, đảng mất cái là thu tiền là cao su lô không đó. Rồi những cái này em sẽ xác định lại cái nào zin nè, và có thể là em sẽ đi quýnh bóng lại cho ảnh nè, bể nè, bể sẵn ha. Rồi này là đồ sắt nè, bỏ tất cả đồ sắt đi bắn cát trước về mới làm đồng. Các bạn mời camera quay thiệt chậm phần khung sườn. Thì ở đây á, cái phần khung sườn này á, trước lúc em gỡ ra thì các bạn giống như em đó thì đều nghĩ á, nó là màu xanh lá cây, giống như là màu của 81 kim vậy, nhật lệ các bạn. Nhưng mà cuối cùng thực sự là khi mà em tẩy ra như vậy thì các bạn sẽ có một cái nhìn khác, chủ xe cũng sẽ có một cái nhìn khác, là đúng gốc của xe này luôn là mã màu 116, là màu xanh mực đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, cho nên bây giờ nè là chủ xe sẽ kêu em sơn lại là màu 116, là màu giống cái gấp đó các bạn. Bảo quay lên cái mặt bên đây nè Bảo. Đó. Và gấp này nè, cái chỗ đó người ta cũng hàng đồ người ta ấy, thấy không? Bây giờ là các bạn sẽ coi em làm lại. Còn tại sao xe này á là rút ra như vậy? Bởi vì thực sự là ở đây là chủ xe á cũng sẽ định dọn lại. Bây giờ em gỡ ra các bạn coi là sườn trong đây làm đồng rồi nè. Thì em sẽ gỡ ra em kiểm tra em làm đồng lại hết từ đầu ha. Cao su này mua không có đâu nha các bạn, nó không phải chung với cao su lim thái à. Sườn với đây là làm đồng rồi, cho nên là hôm qua mới thấy cái ống á là nó không có vấn đề gì, là do thực sự trước đó làm đồng rồi. Bắt đầu quay ở đây làm đồng rồi mà còn giá lại nữa nha các bạn. Giá lại nữa là sao? Là dưới đây một tiếp là giá lại tiếp, dưới đây đó phần đó đó một tiếp giá lại tiếp, các bạn thấy không? Thì bây giờ em sẽ bỏ em làm lại từ đầu. Thì những cái này nè, nếu mà đúng chống đứng zin thì em sẽ giữ em làm đồng lại hơn, còn giống đúng lô thì thôi. Rồi đây là bề mặt, với lại chủ xe có nhờ em sửa ba ga MD này lại nữa. Là ba ga MD này em muốn đút vô thông thả, chứ nó không hiện tại là nó đang vô nó bị khó vô các bạn đó. Mời camera quay kỹ phần khung sườn. Bây giờ phần khung sườn ở đây á là em mới làm đồng lại. Sau khi mà làm đồng lùa lại xong á ha, thì em sẽ bỏ sơn tất cả những cái đồ nhựa này nè. Em sẽ sơn lại màu xanh mã màu 116 cho chủ xe.
đó, tất cả luôn nha các bạn, từ chống đứng, chống nghiêng, ba ga sau em cứu là được hết, đùm đó. Đùm này thì trước khi bỏ sơn đóng tăng bua cũ người ta có chạy răng nè các bạn, đùm cúp mà chạy răng là rất là nguy hiểm nha, biết sao nguy hiểm bảo. À, may là sao cái má được cái đùm trước này nằm bên phải á, chứ nó mà chạy răng mà cái đùm nằm bên trái là thua rồi. Bánh sau là em cũng đóng tăng bua lại, ấy bật đèn lại, đóng lưng bật đèn lại cho chủ xe, gác máy gấp đồ là em làm xong xuôi hết. Gấp này là gấp 88 nha, chứ không phải là gấp 81. Em chế gác chân trước luôn cho chủ xe nè, vô rồi lụm rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở đây đồ nhựa chủ xe là thiếu món đó các bạn, đồ nhựa chủ xe là cái bờ dưới á, cái bể á, bờ này đúng không đó, em đang mua lại bờ này nè. À, chào các bạn, thì đây là yên xe cúp, em mua một cái yên theo xe nha các bạn. Nếu mà anh em nào muốn mua yên xe theo xe mà xe cúp á mà rẻ, anh em mua yên đá nhựa giống em vậy nè. Bây giờ em sẽ gỡ cái yên này ra, em đi phục hồi đó, thì em sẽ lấy phần đế đi phục hồi, mút thì mình vẫn giữ lại mút zin và mình xài lại. Còn da này nè các bạn, những cái yên này mình mua là yên cam á các bạn, yên miên á, xe miên á, người ta tháo ra nó bị cũ, bị bạc rất là nhiều đó, thì bây giờ là mình sẽ phục hồi cái da lại luôn, là vẫn sử dụng được da zin cho người ta, và mút zin, đế zin hết. Nói chung bình thường các bạn mua các bạn gắn lên á, còn đây em gắn xe dọn thì mình làm cho nó mới lại đẹp lại. Em chào anh, ở đây là yên á, là em mua yên đế nhựa nha, em bỏ cái đế yên phục hồi lại ra nè. Bây giờ máy cao su này nó chai, nó không có hít, nó kêu bạch 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 á. Bây giờ em sẽ thay vô cục cao su hít yên đó, của Nhật luôn, Nhật mới, rất là đẹp mà đã nữa. Thì để xong đi, em gắn lên xe em chụp hình quay phim cho anh coi. Cầm công tắc zin chủ xe nè các bạn, các bạn thấy em phục hồi như mới đẹp không? Một dắt điện dưới mới quan trọng nè. Ở đây là dắt zin của chủ xe ha, là em đã bấm cốt bấm đồ lại hết, không có cắt nối gì hết nha. Và em gắn lên xe em sẽ quay cho các bạn, lật cái mặt dưới lên phát có chữ mắc in da băng được rồi đó, mắc in da băng rồi mới đã ha đó. Rồi giờ là em gắn lên bộ chụp điện hậu, em sẽ mua cho xe này mới luôn nha các bạn, là bốn chụp xi nhan nè, một cái chụp điện hậu đuôi nè, cặp bao tay. Bao tay này em mua là bao tay có ống ga nha, thì bao tay 81 á, nó ngắn hơn bao tay kích tâm đèn vuông đó. Đây là hoàn toàn mới hơn, rất là đẹp, để ra ngoài ánh sáng em quay cho các bạn coi ha. Em chào anh, hôm nay em dựng xe anh lên, em cảm ơn đó anh rất là nhiều vì thông cảm em thời gian vừa qua. Thì ở đây á, anh thấy là số tiền á anh tự cho em lên, cho nên là bây giờ em sẽ tiến hành làm xe anh như một xe dọn luôn, là đầu tiên ha. Và khía cạnh đây là tất cả những cái đồ này anh đang thấy á, là đồ trên xe của anh. Đồ xe của anh gồm gì? Là gồm đồ nhựa đi, nhưng mà em mua cái bờ dưới à, bờ dưới bữa của anh test đúng không, cái đó anh biết đó, bờ test để mua đồ mới mở vô sơn. Phục trước đồ là em đóng bạc giờ gà đồ lại, em làm ti phục lại em vô lại nè. Bên đó là đồ phục hồi, là gồm gì? Là gồm cùi dĩa nè, dàn viền đèn nè, dàn xi nhan nè, là đồ phục hồi nè. Cái mặt nè trước á bảo cầm lên, bảo cái đó là đồ phục hồi xài lại mà em không xi lại, em không sơn lại gì hết á, mà anh thấy đẹp không đó, rất đẹp luôn ha. Rồi chủ xe yêu cầu gắn cặp phục nai nha, cho nên là ở đây các bạn sẽ thấy cặp phục nai ở đây đó. Có đầu vô đồ mới nè, đồ mới ở đây những thứ cơ bản để em đủ dựng dàn chân lên cho anh là 4 tháng trước sau, 5 mặt đạn bánh, cao su gấp, cao su đầm, IC, sạc, nhông sinh dĩa, dây ga, dây thẳng, dây e. Báo xăng này là anh kiếm theo xe mua cho anh còn đẹp lắm, báo xăng của anh nó hư á, báo xăng của đèn tròn đó. Và ở đây em có nói hồi nãy mới nhắn mạnh với anh một câu là xe anh giờ thành xe dọn nè, anh coi nè, cái này em mua cho anh là bộ khóa nón với lại khóa cổ á, là theo xe mà anh thấy cái màu đúng không, nó màu mỡ gà luôn, rất là đẹp đó, ken sà beng vậy đó, chữ nghĩa tem ốc luôn nè, ốc đây là ốc trên xe luôn nha, mà nó đẹp vậy đó. Đa số bộ khóa nón này của xe cúp á là nó sẽ bị xét hết, mà của anh đẹp lắm. Rồi bánh á lại mua danh là niền đê đê cúp luôn, căm đùm niền luôn như xe dọn hết. Thì bắt đầu là em quay cái phần này trước, em sẽ quay từng phần anh coi từ là anh hiểu. Giờ bắt đầu là vô chuyên sâu về chi tiết rồi đó, thì anh có gì muốn bổ sung á anh cứ góp ý với em, em cảm ơn anh nhiều. Đầu tiên em chạy thử cúp 90 ba số. Ba số là sao, là đồng hồ ba số các bạn, và bộ số nó cũng ba số luôn. Nhưng mà thật sự xe này là cúp 50 nha,
thì em lên đầu lòng 90, lên đầu lòng hơi 90 các bạn, chạy cho nó khỏe. Và thật sự mà những mấy cái xe cúp mà một nồi này nè, mà nói với các bạn là em vô địch luôn. Và đây là lần đầu tiên em dọn cúp không đề nè. Thì cúp có đề các bạn cũng thấy rồi, nhiều đúng không? À và đây là lần đầu tiên em dọn đèn tròn nữa nha các bạn. Đèn tròn 81 đó. Thật sự là tuổi đời em quá nhỏ. Nếu mà nói đèn tròn, đèn vuông 81, 3 số, 4 số gì em không rành, em không dám nói nhiều. Nhưng mà các bạn đưa em một chiếc xe á, chắc chắn là em làm đẹp được theo ý các bạn và em là chắc chắn phải em nha. Em hơn xe rim là xe này nè, tại vì xe này cũng mấy xe này chủ xe lựa chọn quá đẹp, cũng quá đẹp kinh khủng luôn các bạn đó, cho nên là không có gì mà để bàn cãi nữa đó. Bây giờ là đang trong quá trình là kết thúc. Chào các bạn, vì tuổi đời quá nhỏ, kinh nghiệm không có, nhưng mà vẫn đang học hỏi từng ngày, cố gắng để mà dọn những cái xe cúp càng ngày càng hoàn thiện hơn đến với tay khách hàng. Tới đây em giới thiệu với các bạn là một xe cúp 50 đèn tròn. Đèn tròn là các bạn thấy nó hình tròn thì nó sẽ là kêu là đèn tròn. Từ màu xanh vỏ dương em chuyển lại màu xanh 116 cho khách hàng của em. Với một cái lý do mà tất cả clip các bạn thấy nó không chỉnh chu như một cái xe dọn, là do ở đây là anh trai chủ xe, anh bỏ là, giống như là ảnh là khách đùa đó các bạn. Anh bỏ lên, anh nói tay lên máy 90. Khi lên máy 90 rồi anh kêu tay gắn cho anh cái gấp. Cái gắn gấp không, tay anh có cái bẩn. Có cái bẩn xong hồi tay sơn cho anh dàn chân, xong sơn cái đấy. Mà quan trọng số tiền anh chuyển cho em, anh chuyển cho em là đủ em dọn một cái chiếc xe. Em nói anh ngưng, anh đừng chuyển nữa. Anh chuyển như vậy á là em đủ tiền em dọn xe anh rồi. Anh các bạn thấy bữa giờ là mình dọn những cái xe cúp á, khoảng 4-5 xe là đều ở mức mà kêu là bình dân, đẹp, sạch, giống vậy đi. Thì cái kinh tế nó phù hợp lắm. Thì mình mới hỏi là chủ xe anh có muốn em dọn cho anh giống vậy không. Nó nói làm đi tay. Thì bắt đầu là mình phải bắt buộc mình lôi ra hết. Mình lôi ra dàn đồ xi, dàn đồ sơn, mình xử lý đồ lại hết luôn, để cho nó đồng bộ và nó đẹp được như ngày hôm nay. Thì bây giờ là mời các bạn coi phần sọ khỉ chén cổ, chạy chỉ khung sườn luôn. Quay từ đây nè, xe cúp lại quay ngược lại nha bên, bởi vì xe cúp phần chỗ này rất là đẹp. Chạy ngược lại từ đây ra phần khung sườn, em đi theo bên nha. Rồi, bắt đầu là từ sọ khỉ nè, bảo vệ mặt nạ trước nè, hộp bô e nè, bình xăng con nè, dây điện sườn nè, dây xăng, dây hơi máy nè, quai IC nè, hộp đồ nghề nè, stop chân nè, chạy chỉ khung sườn nè. Đẹp không? Phải đẹp. Gọn không? Bắt buộc gọn luôn. Dây điện sườn trên xe này em đang sử dụng là dây điện sườn Nam Trang, không phải sử dụng là dây điện sườn xe Vinh theo xe. Thực sự là dây điện sườn mà kêu hãng mới á, cho dòng xe cúp thì không còn. Nếu mà vô xác định ngay từ đầu luôn là dọn, em sẽ kiếm cái dây điện theo xe em mua. Cái này em nói với các bạn á, anh chuyển tiền cho em mà em nói em thắc cừ luôn á. Cứ lên anh chuyển cho em ít, cái tự nhiên anh về anh buồn buồn rồi anh chuyển cho em ít. Em nói là đừng có chuyển, hồi đó giờ em làm em không bao giờ em lấy tiền trước, xong sẽ em lấy một lần. Anh chuyển hồi em nói anh lúc đầu rồi, ví dụ kêu em làm 20, em làm 20 cũng được luôn. Cái lúc sau kêu em làm 30, em làm 30 cũng được luôn. Cái lúc sau kêu em làm 40, em làm 40 cũng được luôn. Nhưng mà mình thấy như vậy nó không thống nhất các bạn à. Giống như là các bạn định hình là các bạn xây một ngôi nhà đi, thì các bạn có phải cần có bản vẽ, các bạn có thiết kế để mà các bạn dựng cái khung nó lên. Ví dụ à, cái nhà mình 2 lầu thì cái nền móng nó như thế nào, cái nhà mình 5 lầu thì cái nền móng như thế nào. Ở đây cũng vậy, nếu mà em chỉ làm máy không, em xử lý dàn đồng dàn chân thì đâu có làm đúng không. Còn đây là xe dọn, thì khi đã dọn một cái xe là bắt buộc luôn là khung sườn dàn đồng dàn chân nó phải ngon đó. Giống như cuối cùng ngày hôm nay là cái đùm của ảnh hình như là còn cái đùm lô á, bởi vì ảnh đâu có kêu dọn xe đâu, anh kêu sơn dàn chân. Thì đã mà sơn dàn chân là luôn tìm cách giữ lại những cái món đồ ở trên xe của khách hàng, chứ không có bàn tới. Còn chừng nào dỗ xe thì mới trả về lại Vinh hết các bạn đó. Thì ở đây là em sử dụng là hộp được bình ắc quy nè, nhìn đã không? Cái đó thì lại là đồ cũ đó các bạn, sạc là sạc mới, toàn bộ dây nè, môn sườn mới nè, dây xăng, dây đồ, dây hơi máy. Các bạn thấy là cái người thực hiện ráp xe này, người ta ráp đẹp ghê gớm không. Nhưng mà trên xe này nha,
thằng Nhật xích qua đây một chút nè. Đó. Rồi pin xích qua đây một chút. Trên xe này các bạn biết đẹp nhất là cái gì không? Và tâm đắc nhất luôn là phần đầu lòng. Xe này chủ xe lựa chọn cục máy á, là siêu đẹp nha các bạn. Nếu mà anh em nào mà chơi hệ xe cúp mà 70, 90 rồi á, các bạn sẽ biết máy này của ảnh là máy chưa bung luôn các bạn, còn nắp luôn nè. Là cái máy này là mình từ máy 50 mình ráp lên máy 90 cho ảnh. Nhưng các bạn từ coi từ miếng ron đó, miếng ron, cái mí, cái nắp đồ tất cả rất là đẹp là sao. Cái đồ mà đồ theo xe nha các bạn. Mà của xe 50, 90 này nè. Ủa xe này ai giữ mấy fan? Thì á nó rất là mát, nó mát hơn á, quay thấy anh là thấy cục máy luôn nha. Em dành ít phút em chia sẻ về máy 50, 70, 90 đi. Cái máy 50 là rẻ tiền nhất và không ai đi. Những cái xe các bạn đang thấy em dọn trước đó thì là đang một cái xe Vin 50, em dọn về lại 50, 70, em dọn về lại 70. Nhưng mà cái xe này các bạn đang thấy là một cái xe rim, xe Vin 50. Em dọn lên là em dọn phần máy lên là 90cc, cho nên là bình xăng con nè. Bình xăng con này như là bình xăng con của ảnh đưa em, không nói rồi. Đầu lòng co xăng hộp OE, khi các bạn lên á các bạn bắt buộc là phải đổi qua cái hộp OE này nè để lấy gió nhiều hơn nè. Cái co hút này cũng vậy nè, các bạn phải đổi qua co hút nè. Co xăng này cũng vậy luôn, các bạn cũng phải đổi qua 90. Và ở đây là chữ gì, HM83 là một chi tiết nè. Rồi camera trả về lại đi, 85cc nè các bạn, đây 85cm khối nè, là máy 90 đó các bạn. Các bạn thấy cái màu bông mà của này là cực kỳ đẹp đúng không? Cái máy 90 là cái máy mắc nhất. Nếu mà một cái máy đẹp đó nha, nếu mà một cái máy đẹp á, anh em có thể mua là tầm khoảng 20 máy củ khoai luôn cho một cục máy á. Nó kinh khủng hơn quay rim rất là nhiều. Anh em chơi quay rim á thì anh em thấy rim Thái là dọn mắt rồi đúng không? Anh em nói xe cúp không bao nhiêu tiền hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái xe cúp rẻ quá. Xe cúp các bạn mua xe có giấy giờ tầm khoảng 1 triệu mấy, 4-5 triệu cũng có, 7-8 triệu cũng có, 2 mấy triệu cũng có. Nói chung là cái giá xe cũ thì giống như có nhiều người ta mua xác định mua sườn giấy không á, ta mua tầm 1 triệu mấy rồi các bạn, vẫn có. Nhưng mà để chơi nó không hề dễ. Là năm 2024 đang quay là tháng 11 năm 2024 nè, là cái phong trào chơi cúp đèn trầu đèn vuông được đẩy lên mạnh nhất ở Việt Nam mình luôn. Thiếu điều là chơi mạnh hơn xe rim luôn. Thì thật sự là nó quá hot đó. Cho nên là tất cả những cái gì em đang cố gắng là em phải trao đổi từng ngày, em học hỏi từng ngày để mà hoàn thiện bản thân mình hơn. Rồi thì ở đây nè, cái này là kêu là lưỡi trâu OE ha, em xài lại cũ. Còn cái hộp này là hộp OE 90 đó. Và ở đầu pin á, hướng dẫn cho thằng Nhật á, chạy chỉ đi. Bởi vì xe cúp phần bên này là hay nhất. Phần bên này thì lại trống trơn, nó không có bất cứ cái chi tiết gì luôn. Nó không có IC, nó không có rờ le xi nhan, bởi vì nó tập trung hết bên kia. Mà tập trung hết bên kia vẫn gọn đó. Rồi trước khi em ráp áo á thì em muốn phê cho các bạn cái này. Áo thì còn gì nữa đâu, còn cặp cốp với lại bẩn à. Trên xe này thực sự đồ trên xe này nó đẹp lắm nha. Là những cái đồ món mình mua vô. Một á là ổ khóa. Ổ khóa này em review sau cũng được. Ổ khóa này cực kỳ đẹp. Ổ khóa nón nè, khóa cổ nè. Trước khi em ráp bẩn vô em sẽ quay kỹ cho các bạn. Khóa cổ là còn chấm sơn luôn. Cái bộ khóa trên xe này đẹp cực kỳ. Và khóa bên đây nữa. 1, 2, 3 3 khóa, 4 là 4. Đúng rồi, tại còn cái yên nữa. Ráp hết luôn, em sẽ review cho các bạn về cách em xử lý đồ trên xe này như thế nào, vừa đẹp, vừa hợp lý, vừa chất chơi. Nhìn thể thao năng động, đang đi một chiếc xe hoài cổ, nhưng mà nó có sự năng động cá tính trong đó. Hay hơn các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.